Thì xin chào cả nhà, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái lỗi hay thường gặp trên pin á, là cái lỗi này nè, pin sạc vào ha. Này. Đó, sạc báo đèn xanh. Sạc báo đèn xanh ha, là sạc không có ăn pin nha bạn. Không ăn pin. Này ha. Mình lấy thử một con máy mài ha. Đây. Mình gắn vào. Không chạy ha. Và công tắc lên không chạy. Đây. Công tắc lên thì không chạy. Có nghĩa là nó không ăn pin, không ăn pin chân ha. Thì trước tiên mình sẽ tháo cái cục pin này ra ha bạn. Pin này là pin 15 sao ha. Mình sẽ tháo cục pin này ra. Thì mình kiểm tra xem nó sẽ bị lỗi gì nha bạn. Thì ở đây sẽ có hai cách kiểm tra. Cách đầu tiên á thì mình sẽ dùng cái con động cơ 21V ha. Mình đo. Mình cho nó chạy thử để mình kiểm tra cái cell pin nha bạn. Thì đây. Mình sẽ đo từng cell ha, kiểm tra từng cell nè. Cho mọi người xem ha. Đây. Quay lên cho mọi người xem. Đó, cell này chạy bình thường ha. Cell này chạy bình thường ha. Cell này chạy bình thường nha. Đây, những cell này đều chạy bình thường hết cho mà. Đây, cell này chạy bình thường ha. Xe này cũng chạy bình thường luôn nha bạn. Đó, kiểm tra tổng luôn, tổng xe luôn ha. Đó, chạy rất là tốt nha. Chứng tỏ là xe pin này còn nguyên. Thì xe pin này nó sẽ có một cặp ha. Đây, đây một cặp nè. Chỗ này với này một cặp nè. Cái này với này một cặp ha. Này với này một cặp, cộng trừ nha bạn. Này một cặp ha. Rồi, xe này là bây giờ mình kiểm tra còn nguyên hết. Thì bây giờ mình sẽ thử vô hai cái chân, chân lấy pin ha. Đây. Thử vô hai chân lấy pin này thì nó không chạy nha bạn. Thì cách kiểm tra xem có bị lỗi mạch hay không ha. Đây, mình sẽ dí vào cái chỗ này. Mình đưa cái cực này vào đây ha. Coi thử cái mạch này hoạt động tốt không nha. Tại vì là bên đây là nó không ăn điện ha bạn. Rồi đổi ngược lại. Cực âm này mình đưa vô cực dương trên mạch ha. Chỉ là cái mạch này nó bị lỗi cái chân này. Đây. Chân này từ chân này qua mạch, từ chân này qua mạch bị lỗi ha. Mạch này là mạch mới nè, 3 phép ha các bạn. Mạch này lắp tiện cho pin 15 cell với lại pin 10 cell nha. Đây, thì mình thay. Mình thay thì mọi người sẽ thấy nè. Đây, mình sẽ để theo hướng này ha. Giống như cục cũ nè, mình sẽ để theo hướng này ha. Mình sẽ tuốt dây ra, nó tuốt thẳng hết. Đây, thì dây này vào cực này ha. Dây giữa này vào cực này. Dây đỏ này xuống cực này, còn dây đỏ lớn này thì vô cực lớn này ha, dây trắng thì vô đây, dây xanh vô đây. Đó, ở dưới nó gì nè. Rồi bây giờ mình sẽ xả cái mạch này ra. Giờ mình xả hàng. Tháo ra nha các bạn. Trong mấy hàng mình tháo cái mạch cũ này ra. Khi tháo ra thì mọi người chú ý nhớ cái hướng của nó ha. Đó, mọi người nhớ cái hướng của nó như vậy. Và vậy ha, mình sẽ để lên. Đó, để lên như vậy nha. Bắt đầu mình sẽ hàn vô.
chân này vô ha. Ha, bên này thì mình thêm ít chì hàng vô nha bạn. Chúng thôi cái chân này nó không dính đâu nha. Rồi, tới qua này ha. Đây thì mình sẽ hàng chân nhỏ trước nè. Hàng đưa những thằng nhỏ này vô trước đi. Bữa này thì mình sẽ thêm ít chì vô ha. Rồi, sau khi kiểm tra xong thì bắt đầu mình sẽ để xuống ha, cho nó ăn khớp nha bạn. Ăn khớp rồi bắt đầu mình sẽ dặn lại ha. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái động cơ này ha, mình sẽ test thử xem cái nó đã ăn pin chưa nha các bạn. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử vô đây. Đây. Đó, sạc bình thường các bạn. Rồi. Sạc bình thường ha. Thì đây, bây giờ mình sẽ gắn thử vô đây luôn. Mình gắn thử vô máy mài bạch cho nó chạy ha các bạn. Okay nha. Rồi, bây giờ mình cứ lắp lại. Lắp lại và mình xài bình thường thôi. Thì tất cả các phụ kiện sửa pin này cũng như đóng pin này mình đều có bán nha. Thì mọi người sẽ liên hệ cái số điện thoại phía bên trên màn hình ha. Thì mình sẽ tư vấn cho mọi người cái cách sửa chữa với lại là cái phụ kiện làm pin nha. Mạch, seal pin, rồi kẽm nhựa này ha, với lại vỏ thì bên mình có loại vỏ này nha bạn, vỏ xịn này ha, đây vỏ như vậy ha bạn. Thì vỏ nó có hai loại, một là không có đèn báo pin, hai là có đèn báo pin. Thì mạch mình cũng có hai loại luôn ha, mạch có đèn báo pin và mạch không có đèn báo pin. Thì mạch có đèn báo pin thì nó sẽ có thêm cái thằng này nữa nha bạn, đây là mạch có đèn báo pin. Thì mạch có đèn báo pin này thì mình lắp nó dễ thôi. Như mình mua cái cục báo pin này về mình lắp cộng trừ ha. Đây, lắp này vô đây. Này vô đây và mình bấm nha. Đây mình sẽ bấm thử nè. Đó. Thì mình cứ hàng vô đây thôi. Ha. Hàng vô hai cực này. Là mình bấm lên là nó sẽ báo có đèn báo pin nha. Bên mình cũng có bán cái mạch này luôn nha bạn. Có đầy đủ nha.